Đừng quan âm quay thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh Ngài chúng sanh anh thấy Quan Ngài Thế Âm cứu cò độ sanh này nếu ai có một niệm lành này Ngài nghe tiếng ứng chánh tới liền vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh Ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quang vô lượng kiếp ta bà thế giới Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công Chúa Đoan Trang diệu trang vương vàng vua chan diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chân chất đáng ghi tôi nhỏ trí có ai bì dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ấy mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi mò cành tiên mây làm che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo Ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi Ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen Ngài oai thần linh hiền không hai tâm thanh cơ khó chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ cũng là tùy ý muốn chi Ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho hay có kẻ qua đò mắc nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường
chí thành đốt nén tâm hương ấy, vừa niệm danh hiệu tái ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng bang, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà thọ ký rõ ràng thánh thời em. Từ bi cơ khổ độ đời, tăng thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô đại bi hồi thượng phật bồ tát. Đại bi hồi thượng phật bồ tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni, nam mô hằng ra đắng na đa ra già già, nam mô a di đà bà lô kia đê tường bán ra già bồ đề tắc đóa bà già. Ma tăng loa bà gia ma ca lô ni ca giang tác bằng ra phàn về số đáng na đáng tọa, nam mô tăng kia lăng a đó y mong a di đà bà lô kiến đế thân phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cân kỳ hê đi ma bàn đa sa mê tăng bà tha đâu du băng a thề dân tăng bà tăng đa na ma bà gia ma phàn đa đâu đáng tia tháng bà lô hê. Lô ca đê ca ra đê di hê đi ma bồ đề tăng đoa tăng bà ma ra ma ra ma hê đi đà dựng câu lô câu lô kiết mong đồ lô đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đà ra đà ra địa đề ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma phạn ma ra mong đế lệ hê di hê thân na ra sâm phạn ra xa lời phạn xa phạn sâm phạn ra xa gia hồ lô hồ lô ma ra hô lô hê đề ta ra tấn rì tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cân trì địa rì sanh ni na ba giả ma na ta bà hằng tấn đà giả ta bà ma tấn đà giả ta bà tấn đà du nghệ tấn bàn ra giả ta bà na ra cân trì ta bà ma ra na ra ta bà tấn ra tăng a mùng khê gia ta bà ta bà ma tăng đa già ta bà giá kiết ra tăng đa già ta bà ba đà ma yếu tăng đa già ta bà na ra cân trì bàn già ra già ta bà ma bà lì thân yết ra già ta bà nam mô hằng ra đắng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô yên đê tướng bàn ra già ta bà tấn điện đô mạn đa ra bàn đà già ta bà an tấn điện đô mạng đa ra bàn đà giả ta bà an tấn điện đô mạng đa ra bàn đà giả ta bà
lời Bồ Tát ý Bồ Tát thân tùng tòa khởi thiện đáng hữu kiên. Hiệp chương ứng văn như ta thì ngôn thế con quan thế âm Bồ Tát di hà nhân duyên danh quan thế âm phần cao vô tận ý Bồ Tát thiền nam thương. Nhờ hơ hoa lượng ba thế quan chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì quan thế âm Bồ Tát nhất tâm sinh danh quan thế âm Bồ Tát tấn thời quan kỳ âm tinh nhi đăng giải thoát. Như hữu trì thì quan thế âm Bồ Tát danh giá thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì Bồ Tát ngoài thân lưng có nhượng vị này. Vì cho phiêu sinh kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hưu ba thiên vàng ưng chúng sanh vì cầu kiệm ngân lưu ly. Xa cơ mà não sáng ngô vánh chân cháu đang bao nhầm ư đại hải và sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhường hưu xưng quan thế âm Bồ Tát danh già thì như nhân đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nàng gì thì nhân duyên danh quan thế âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành. Xưng quan thế âm Bồ Tát danh già sợ bị sa chấm đao trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa la sang. Dùng lời nào nhân văn kỳ xưng quán thế âm Bồ Tát danh giá thì chư á quỷ thường bất năng dĩ án nhạc thì chi huống phục gia hai thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội. Nhờ vô tội nữ giới gia toa kim hề kỳ thân xưng quán thế âm Bồ Tát danh giá giải tăng đoàn hoài thực đắc giải thoát. Nhờ tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoang tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thề trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì xương ngôn. Chư thiên nam tử vân đa khung bố như đắng ưng đương như cái tâm xưng quan thế âm Bồ Tát danh hiệu thì Bồ Tát năng dị vô ý thế ư chúng sanh như đắng như xưng danh và ư thứ hoán ta đương đăng giải thoáng. Chúng thường nhân văn có phá thanh ngôn nam mô quan thế Bồ Tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y quan thế âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hữu chúng sanh đã dâm vô thường niệm cung kinh quan thế âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niệm cung kinh quán thế âm Bồ Tát thường đăng ly sân nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh quán thế âm Bồ Tát tiền đăng ly si vô tận y quán thế âm Bồ Tát hữu như thì đăng đại hoài thần lực đa sa nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quan thế âm Bồ Tát tiền sanh phương đứng trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung
thần đức bốn chúng nhân ai kính vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thì lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái quán thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu vô tận y nhường hữu nhân thọ trì lục thầm nhị ức hằng hà sa bồ tát danh từ phổ thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược ư như ý vân hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tận ý thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tán bằng phần ngôn thế tôn quán thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới văn hà nhi vị chúng sanh phía pháp phương tiền chi lực kỳ sư vân hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tự như hứa quang độ chúng sanh ứng di phật thân đăng độ gia quán thế âm bồ tát thân hiện phần thân nhi vị thuyết pháp ứng di bích chi phật thân đăng độ gia từng hiền binh chi và thân nhi về thuyết pháp ưng di khanh văn thần đăng đồ gia tấn hiền thành văn thân nhi về thuyết pháp ưng di phạm vương thần đăng đồ gia tấn hiền phạm vương thân nhi về thuyết pháp ưng di đế thích thân đăng đồ gia từng hiền đế thích thân nhi về tức hiện từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ưng di đại từ tại thiên thân đắng độ giam tức hiện đại từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ưng di thiên đại tướng quân thân đắng độ gia tức hiện thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp ưng di tỳ sa môn thân đắng độ giam từng hiền tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp ưng di tiểu vương thân đắng độ gia từng hiền tiểu vương thân nhi vị thuyết pháp ưng di trương gia thân đắng độ gia từng hiền trương gia thân nhi vị thuyết pháp ưng di cư sĩ thân đắng độ gia từng hiền cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp ưng di đồ giảng từng hiện tế quán thân nhi vị thuyết pháp ưng di bà la môn thân đăng đồ gia từng hiện bà la môn thân nhi vị thuyết pháp ưng di tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di thân đăng đồ gia thân hiện tỳ kheo ni ba tăng ư ba di thắng nhi về thuyết pháp ưng di trương gia cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đăng độ giam từng hiền phụ nữ thân nhi về thuyết pháp ưng di đồng nam đồng nữ thân đăng độ gia từng hiền đồng nam đồng nữ thân nhi về thuyết pháp ưng di thiên long gia xoa càng A tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đẳng thân
thân gia hiền chi nhi vì tuệ pháp mừng nhi chấp kim cang thần đăng đồ gia thân hiền chấp kim cang thần nhi vì tuệ pháp phò thần ý thì vắng thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đơ di chúng chúng hình vô chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương như cái tâm cúng dường quan thế âm bồ tát thì quán thế âm bồ tát ma ha tát ư bồ uy cấp nàng chi trong năng thi vô ý thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi bi thi vô ý giảm cô tần y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thế pháp thế trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát y phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm nhi thời vàng ca quan thế âm bồ tát đương mừng thư bồ tát ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca la hòa la khánh na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân phi nhân đắng thọ kỳ anh làng phân ta nhị phân nhân phân phong thinh ca mơ ni phật nhờ phân phong đa ba phần tháp vô tần y quan thế âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực vô ư ta bà thế giới nhị thời vô tần y bồ tát di kệ vân vi thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phân tứ hà nhân duyên danh vi quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kề đam vô tần y như thính quang âm hành thiện ưng chư phương sa hoàng thề thăm như ái lên kim bất tư nghị thị đa thiện ưng phân phan đại thanh tịnh nguyện ngà vì như lừa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứ hưng hài ý thôi làng đại hoa canh niềm bi quan âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu từ hải long ngư chư quý nàng niềm bi quan âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong vì nhận sơ thôi đoà niềm bí quan âm lần như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niềm bí quan âm lần bất năng tồn nhân mau hoàng trì hoàng tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niềm bí quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tao vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niềm bí quán âm lần đao tầm đoàn đoàn hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới niềm bí quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam niềm bi quán âm lờ hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ ăn la xá đồng long chư quỷ đặng niềm bi quán âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn niềm bi quán âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên niềm bi quán âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện
Giang bà chưa đại vô niệm bê quán âm lớn thời đàn tiêu tan chúng sanh bị khốn anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần hoàng thù tri phương tiền thăm phương chư quan đồ vô sa băng hiền thần chúng chúng chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư khổ gì tìm tấn linh diền chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian vì thế giới lôi chân tư diệu đại vân chú cam lộ phạm vô diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quang sư bố ý quân trần trung niệm bi quang âm lực chung oan tân thôi tăng diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư cô nào tự anh năng vì tán y hộ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn nhi thời trì đi bồ tát tơ thông tòa khởi tiền bàn phật ngôn thế tôn như hư chúng sanh văn thì quán thế âm bồ tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thiền thân thông lực giam đường trì thế nhân không đừng ba theo vào thuế thế phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiền chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đốn đa rì đốn đốt đa rì ta bà hà an đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni bác di hồng án ma ni bác di hồng án ma ni bác di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng bác di hồng ăn ma ni 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 ăn ma ni bác di hồng 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 ăn ma ni bác di hồng
nhiều. Ăn ma đề văn di hồng, ăn ma đề ba 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 di hồng, ăn ma đề bạn di hồng, ăn ma đề bạn di hồng, ăn ma đề ba di hồng, ăn ma đề ba di hồng, ăn ma đề ba di hồng, ăn ma đề bạn di hồng, ăn ma đề ba 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 di hồng, Quán Âm Đại Sĩ Á Phổ Hiệu Biến Thông Ai Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Có Hai Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế
Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ma Ha Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ba Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiên Ngô Quấn Giai Công Độ Những Kế Vô Ánh Xa Lợi Tư Sanh Bấn Vì Không Không Bấn Vì Sanh
sang thực thì không không tư thì sang thọ tư hành thân về phụng như thì xa lời tư thì chư phá không tương bớ sanh bằng về bằng câu bất tình bằng tăng bằng giam thì có không trung vô sáng vô toàn thường hành thơ vô nhang nhị tế thì thân ý vô sa thịnh hương về sông phá vô nhang giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lão từ diệt vô lâm từ tầng vô có tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niên bằng tam thế chư phật ê mang nhà ba la mang đa cố đăng a nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri mang nhà ba la mang đa thi đại thân chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng năng chú năng trừ nhân thiết cô chân tiền bẩn hưng cô thiền mang nhà ba la mang đa chú thân thuê chú biên yên đế đế ba la đế ba la tăng ý đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà hăng yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điên già tha di đi đô bà tì a di đi đà tấn nam bà tì a di đà na tỳ ca lăng đa a di đà na tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tha a di đà đô bà tỳ a di đà na tỳ nam bà tỳ a di đà na tỳ ca lăng đa a di đà na tỳ ca lăng đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tha a di đà đô bà tề a di đà đa ta nam bà tề a di đà đa tề ca lăng đế a di đà đa tề ca lăng đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà a di đà phật thân kim sang nghe tướng hào quang minh vô đẳng luân nghe bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quan trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ba nguyện độ chúng sanh cử bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 Phật nam mô A Di Đà 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 Phật nam mô A
Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Đấng Quan Âm Oai Thần Long Long Ai Cấm Thế Gian Đều Trong Danh Ngài, Chúng Sanh Hết Thảy Ai Ai Khi Nào Gặp Nắng Niệm Ngài Liên Quan Quan Ai Thế Âm Cứu
tới liền. Vào trong bình liên miên khó cực ngay, niệm danh ngài làm từng khói ngay, bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quang. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngữ ngai vàng vô trang. Diệu thân ấy chính là chỉ cả sau cùng chứng quả văn thù, và diệu âm trì thứ cùng tu, phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi, tôi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính Bắc thành Việt Nam. Một cành tiên mây lam che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thần ngay, hành theo ý chỉ của thầy bàn ra, Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ thai. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền, Đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cơ khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ cũng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giang cấm kỳ đổ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt nén tâm hương, ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho.
trong khổ hải đò từ vấn đời hai bớt chúng sanh đưa tới làng ban chính từng sen bao đài vàng Di Đà Thọ ký rõ ràng thánh thời gian từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát A Di Đà Phật thân kim sang ngay tướng hào quang minh vô đẳng luân ngay bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ tâm ba nguyện độ chúng sanh cư bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô thấy phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam
Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng Quan Âm Oai Thần Long Long Ai Cấm Thế Gian Đều Trong Danh Ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quan. Quan Ai Thế Âm cứu khổ độ sanh. Ai nếu ai có một niệm lành Ngài nghe tiếng ứng danh tới liền. Dầu trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan.
Vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vô trang. Diệu thân ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù, và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi, tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính Bắc thành Việt Nam. Một cảnh tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ thai. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền, đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ cũng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt nén tâm hương, ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng ban, chính từng sen bao đài vàng, Di Đà Thọ Ký rỡ ràng thánh thơi. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi
phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đức thù thân hành vô biên thắng phước giải hồi hướng ai phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh. Thông vạn vô lượng quang phần sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não. Nguyện đăng trí huệ cho minh liễu phổ nguyện tôi chương tất tiêu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo ái nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung mà cứu văn liên hoa về phù màu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bằng lữ nguyện gì thử không đứng an. Phổ cầm những thế đặng giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự quý Phật đương nguyện chúng sanh thế giai đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự tăng trí huệ như hải. Tự quý tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nguyện đều trọn